đôi nam chính cắt lát hệ thống trình minh có thể chất hấp dẫn nam giới bởi vì cảm thấy cuộc sống quá mức bình thản mới đồng ý hệ thống trói buộc lại không hiểu sao bắt đầu làm nhiệm vụ theo một thế giới lại một thế giới hắn nhận thấy được một ít nhân vật của mỗi thế giới đều có liên hệ khó hiểu với hắn cứ như vậy trình minh đi lên hành trình ngàn vạn thế giới mênh mông chương một khóa lại hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 2 Quái đạn thế giới 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Quái đạn thế giới 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Quái đạn thế giới 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Quái đạn thế giới 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 6 Quái đạn thế giới 5 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 7 Quái đạn thế giới 6 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 8 Quái đạn thế giới 7 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Quái đạn thế giới 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Quái đạn thế giới 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.